ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Mình đã quay trở lại với một mẫu màn hình siêu mới đến từ thương hiệu Samsung. Màn hình máy tính Samsung Viewfinity S8, một chiếc màn hình 27 inch với độ phân giải lên đến 4K, hướng đến những ai đang làm các công việc đồ họa, cần sự chính xác về màu sắc. Bên cạnh đó còn rất nhiều các tính năng mới mẻ khác. Giờ thì cùng mình tìm hiểu chiếc màn hình thú vị này nhé. Tối giản, tinh tế và cực kỳ sang trọng là những cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc màn hình này. Đúng như cái tên, Viewfinity S8 là một mẫu màn hình 4K với góc nhìn siêu rộng 178 độ, được bao bởi 3 cạnh viền siêu mỏng. Nên dù có kích thước khá lớn nhưng tổng thể màn vẫn rất gọn gàng, sexy, tuy chỉ có cạnh dưới thì hơi dày một chút. Logo Samsung được khắc kim loại, nổi bật ở chính giữa, giúp nhận diện thương hiệu. Samsung rất khéo léo khi lựa chọn tông màu đen chủ đạo cho S8, kết hợp cùng chân đế công thái học bằng kim loại, khá mỏng nhưng rất chắc chắn, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh độ nghiêng, xoay, độ cao và thậm chí có thể xoay được 90 độ để phù hợp với góc làm việc hoặc góc gaming của các bạn. Và một điều mình rất thích đó là phần khe phía mặt sau giúp các bạn có điểm nắm. Chúng ta sẽ dễ dàng thao tác khi xoay chỉnh mà không phải chạm vào bề mặt máy quá nhiều, hạn chế bám vân tay lên màn hình. Toàn bộ phần vỏ ngoài của Viewfinity S8 thì được làm từ chất liệu nhựa cứng, cao cấp, mang đến vẻ ngoài của một chiếc màn hình high-end, vừa giúp bảo vệ S8 tốt hơn cho những tác động bên ngoài trong quá trình sử dụng, cũng như tối ưu hơn trọng lượng khi S8 chỉ nặng 4,7kg. Về phía mặt sau vẫn là họa tiết sọc ngang rất đặc trưng của những màn hình Samsung. Phía bên trái là logo và tất cả các cổng kết nối các bạn cần đều được trang bị ở đây, bao gồm 3 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 jack audio combo, đặc biệt cổng USB Type-C vừa hỗ trợ sạc 90W. Và với hệ thống cổng đa dạng như vậy, các bạn có thể trực tiếp xuất hình hay kết nối với các thiết bị ngoại vi mà không phải thông qua bất cứ kết nối nào. Dây cắm nguồn của Samsung Viewfinity S8 thì được thiết kế vuông góc một cách khéo léo, giúp cho việc cắm dây dễ dàng hơn. Thiết kế dây nguồn vuông góc này cũng giúp hạn chế tối đa hiện tượng đứt gãy. Không chỉ sở hữu thiết kế ấn tượng, Viewfinity S8 còn được trang bị thông số cấu hình chuẩn chỉ của một sản phẩm thuộc phân khúc high-end với kích thước là 27 inch, độ phân giải lên tới 4K 3840x2160 với số điểm ảnh cao gấp 4 lần so với một chiếc màn hình Full HD thông thường, mang đến cho các bạn độ sắc nét hoàn hảo trong từng khung hình hiển thị. Chưa hết, S8 còn được trang bị tấm nền IPS giúp mở rộng góc nhìn của chiếc màn hình lên tới tối đa 178 độ, hạn chế hiện tượng đổi màu khi nhìn ở gần như mọi góc độ. Và để có thể phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đồ họa, thì Samsung Viewfinity S8 còn sở hữu độ phủ màu lên đến 98% DCI-P3 cùng độ sâu 10 bit màu, đặc biệt đạt chứng nhận khả năng tái tạo lên tới 2.000 màu Pantone và 110 sắc thái Pantone Skin Tone cùng công nghệ HDR400, mang tới khả năng tái tạo màu sắc đa dạng, chân thực, giúp cho các bạn có thể xử lý công việc liên quan đến đồ họa và sáng tạo nội dung một cách chuyên nghiệp, cùng độ chuẩn xác cao nhất. Và nhằm mang đến cho người dùng một trải nghiệm sử dụng hoàn hảo, thì Samsung đã trang bị cho Viewfinity S8 chế độ bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh, Eye Saver, cùng tính năng loại bỏ tình trạng nhấp nháy khó chịu trên màn hình. Và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm làm việc trên chiếc màn hình này trong một khoảng thời gian dài. Và cuối cùng thì Samsung rất tỉ mỉ khi trang bị cho S8 chân đế, không chỉ đẹp mà còn vô cùng vững chắc, linh hoạt, có thể tăng chỉnh chiều cao. Trên phần chân có nẫy để có thể đi dây gọn gàng và tích hợp ngàm VESA ở phía trên, tiện lợi nếu các bạn muốn gắn tay arm tối ưu việc sử dụng. Tổng kết lại với những nâng cấp về thiết kế cũng như thông số thì Samsung Viewfinity S8 là một chiếc màn hình 4K rất đáng sở hữu, đặc biệt là với anh em designer. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.